Quý khán giả đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ được phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình Vĩnh Long. Thế Anh Dãy Ngọc sẽ tiếp tục đồng hành để chuyển đến quý khán giả những thông tin, sự kiện đang được quan tâm. Và trước khi đến với nội dung chi tiết, chúng ta hãy cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý trong chương trình sáng nay. Tàu cá bất ngờ bốc cháy trong lúc neo tại cảng cá trên sông Đồng Tranh, thành phố Hồ Chí Minh. Đàn khỉ hàng chục con từ trên núi xuống phá hoa màu của người dân ở Sơn La. Giao mùa cá lồng tông, người dân ở Hậu Giang có thêm thu nhập khá. Đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Tiền tại An Giang. Du lịch camping mới của giới trẻ tại Bình Dương. Mời quý vị bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Chiều qua, một tàu cá của người dân trong lúc đang neo tại cảng cá trên sông Đồng Tranh, thuộc xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Dù người dân và lực lượng chức năng đã cố gắng chữa cháy nhưng lửa vẫn cháy lan hai chiếc tàu kế bên. Vụ cháy tàu cá xảy ra lúc 15 giờ chiều qua tại cửa sông Đồng Tranh, nơi giáp ranh biển Cần Giờ. Phát hiện cháy, các ngư dân đã nỗ lực chữa cháy nhưng không thể khống chế được ngọn lửa. Nhận tin báo, đồn biên phòng Long Hòa, bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh đã quy động cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy công an huyện Cần Giờ và người dân nhanh chóng đưa các tàu gần đó đến khu vực an toàn, đồng thời triển khai dập lửa. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Dù cháy khiến hai tàu bị thiêu rụi phần cabin và khoang máy cùng nhiều ngư lưới cụ, một tàu khác bị cháy phần sau của tàu. May mắn không có thiệt hại, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Liên quan đến vụ cháy ngôi nhà trên phố Định Công Hạ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội làm nhiều người thương vong, người dân sống gần hiện trường cho biết nghe thấy tiếng kêu cứu từ tầng 6 của ngôi nhà. Và vì sao các nạn nhân không thể thoát ra khỏi đám cháy mà bị mắc kẹt lại? Đây là câu hỏi khiến nhiều người không khỏi băn khoăn. Sau khi vụ cháy xảy ra, cơ quan chức năng đã điều tra nguyên nhân. Ghi nhận từ hiện trường cho thấy phần 6 của tòa nhà bị quay kín bởi lồng sắt. Tầng 1 và 2 được chất đầy các thùng sơn, vật liệu điện nước chắn lối thoát nạn. Theo ghi nhận, tầng 6 của căn nhà bị cháy là phần chuồng cọp được cơi nới, quay kín bởi lồng sắt và kính. Đáng chú ý, cửa sổ ở hai bên tòa nhà được gia cố bên trong bởi lồng sắt, bên ngoài được lắp cửa kính. Vì vậy, khi vụ cháy xảy ra, nạn nhân không thể thoát ra từ các cửa sổ phụ hai bên. Ngọn lửa bùng phát ở tầng 4 và tầng 5, các nạn nhân chạy lên tầng 6 thì gần như không có lối thoát vì bị quay kín bởi lồng sắt kiên cố. Còn tại lối đi xuống tầng 1, các thùng sơn, máy bơm, vật liệu xây dựng được chất kín lối đi, gây khó khăn cho việc thoát nạn và công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Tại tầng 2, các ống nhựa cũng được chất kín, khiến tình hình phức tạp hơn khi xảy ra cháy. Thời điểm xảy ra cháy, trong căn nhà có 7 người, 3 người đã kịp thoát ra ngoài ban công tầng 5, sang mái nhà liền kề. Người dân ở gần hiện trường vụ cháy cho biết, thời điểm đám cháy xảy ra, xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn. Sau đó, có một số người dân tiếp cận tầng 5, tầng 6 của ngôi nhà để phá cửa, cứu người bị mắc kẹt bên trong, nhưng không thành công. Chuyển sang thông tin khác, thời gian qua tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng động vật hoang dã phá hoa màu, vườn cây ăn trái của người dân. Ghi nhận tại Sơn La, Ủy ban Nhân dân huyện Phù Yên cho biết đã nhận được báo cáo của xã Tân Lan về việc có một đàn khỉ hàng chục con thường xuyên phá hại hoa màu, khiến nhiều gia đình bị thiệt hại. Theo phản ánh của người dân xã Tân Lan, huyện Phù Yên, thời gian gần đây thường xuyên xuất hiện đàn khỉ khoảng 50 con phá hại hoa màu tại bản Dường và bản Yên Thịnh. Mặc dù người dân đã dùng nhiều cách để xua đuổi, nhưng diện tích bắp vẫn bị đàn khỉ này phá. Nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân huyện Phù Yên đã chỉ đạo xã Tân Lan và các ngành chuyên môn đi đến cơ sở, các hộ gia đình bị thiệt hại có phương án bảo vệ hoa màu của người dân. Và bên cạnh đó, huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, người dân không được có hành vi làm ảnh hưởng đến đàn khỉ. Nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm đã xuất hiện trên đàn gia súc gia cầm tại một số địa phương trong thời gian qua. Và trước tình hình các dịch bệnh bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp, ngành chuyên môn cùng với chính quyền các địa phương đang tập trung nhiều giải pháp phòng chống. Ghi nhận tại hội nghị triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm những tháng cuối năm vừa diễn ra tại Hà Nội. Theo báo cáo của Cục Thú y, từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc gia cầm diễn biến phức tạp. Số ổ dịch và số gia súc mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có chiều hướng gia tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Cúm gia cầm thì chúng ta thấy có cả người chết rồi. Lâu lắm rồi, cũng bây giờ xuất hiện người chết trên cúm gia cầm.
hai là cái bệnh dại gia tăng rất là mạnh, ba là cái bệnh dịch tả lợn châu Phi cực kỳ nguy hiểm. Tất cả chúng ta đây đều có bài học xương máu đối với phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Mà ngày hôm nay chúng ta không bàn, không thống nhất được giải pháp thì chắc chắn bệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục sẽ làm tổn thất vô cùng lớn trong giai đoạn tới. Và cái bệnh chúng ta đã chủ quan lơ là, một số năm đã kiểm soát tốt bệnh lở mồm long móng thì năm nay lại có chiều hướng gia tăng rất là nhiều. Sau hơn 3 năm giá heo hơi thấp hơn giá thành sản xuất, thì nay giá heo tăng cao khiến người chăn nuôi có xu hướng tăng đàn trở lại. Đây cũng là điều kiện gia tăng nguy cơ bùng phát dịch nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Một số tỉnh ấy thì giá lợn hơi đã ở trên 70, thì đây cũng là một cái tín hiệu mừng. Nhưng tuy nhiên chúng ta cũng có những cái đánh giá rủi ro. Đấy, chính vì thế thì chúng tôi cũng nhận thức được cái điều này. Đấy, và cũng cùng với hệ thống thú y và chăn nuôi để hướng dẫn cho bà con nông dân tăng đàn thì phải có cái nguồn giống đảm bảo được cái nguồn gốc và đảm bảo được cái tiêm phòng đầy đủ cũng như là cái đảm bảo được cái an toàn dịch bệnh trong quá trình nuôi. Đến nay, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại 40 tỉnh thành phố, buộc tiêu hủy trên 17.400 con. 13 tỉnh thành phố đã có dịch lở mồm long móng, 34 tỉnh thành phố đã phát hiện động vật nghi mắc bệnh dại, 7 tỉnh đã xảy ra cúm gia cầm. Cũng giống như con cá linh hay cá cơm, cá lòng tong đã quá quen thuộc với nhiều người dân miền Tây và cũng được xem là đặc sản của vùng sông nước. Cá lòng tong có rải rác quanh năm nhưng sẽ xuất hiện nhiều vào mùa sinh sản là tháng 5, tháng 6 âm lịch. Dân và vào những ngày này, thành phố Vị Thanh của tỉnh Hậu Giang, nhiều hộ dân đánh bắt cá lòng tong bán được giá, nhờ đó cũng tăng thu nhập cho gia đình. Cá lòng tong con lớn nhất chỉ bằng cỡ đầu ngón tay, toàn thân có màu trắng bạc, chúng sống thành từng đàn. Loại cá này không quá khó để đánh bắt. Cách phổ biến nhất của bà con ở thành phố Vị Thanh là kéo lưới. Sau những chuyến đánh bắt, bà con đem tiêu thụ tại các chợ trên địa bàn. Giá bán của cá lòng tong chênh lệch giữa giá cá được làm sạch sẵn và cá chưa làm. Trung bình dao động ở mức 50.000 đồng một ký đối với loại chưa làm và 100.000 đồng một ký với cá lòng tong đã được làm sạch. Mỗi ngày, nếu đánh bắt được từ 5 đến 7 ký cá rồi làm sạch, bà con có thu nhập vài trăm ngàn đồng. Và thời điểm này cũng đang rộ vụ thu hoạch dưa hấu vụ xuân hè. Ghi nhận trên các ruộng dưa ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nông dân phấn khởi thu hái khi dưa hấu chạy hàng giá cao. Những ngày này trên các cánh đồng ven sông Lam, người dân xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An bước vào vụ thu hoạch dưa hấu, dưa gang. Nhờ đất đai màu mỡ, dưa hấu trồng ở xã Thượng Tân Lộc cho trái to, tròn, vị ngọt dịu nên được thị trường ưa chuộng. Ngoài giống dưa hấu vỏ xanh đen truyền thống, người dân Nam Đàn còn trồng các giống dưa hấu không hạt, dưa hấu sọc, dưa hấu ruột vàng để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Năm nay mưa ít gặp hạn nên năng suất dưa không cao, nhưng bù lại vụ thu hoạch vào đúng dịp nắng nóng nên bán được giá. Hiện giá bán sỉ từ 6.000 đến 7.000 đồng một kg, còn bán lẻ 10.000 đồng một kg. Xã Thượng Tân Lộc có khoảng 250 hecta chuyên canh cây dưa hấu, dưa lê, bình quân mỗi rào dưa cho sản lượng từ 1,5 đến 2 tấn trái, mang về thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng. Thời tiết nắng nóng nên các loại dưa giải nhiệt được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Người dân thu hoạch dưa đến đâu, được thương lái thu mua đến đó. Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Hành động đẹp của nhân viên trạm y tế xã ở Đồng Nai trả lại tiền vàng cho người đánh rơi. Bắt nhóm đối tượng khai thác cát trái phép tại An Giang. Du lịch camping trải nghiệm mới của giới trẻ tại Bình Dương. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Hôm qua, ông Lê Ngọc Tiên, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng cho anh Lưu Xuân Chiến, nhân viên trạm y tế xã Giang Điền vì có hành động nhặt được nhiều tiền vàng trả lại cho người đánh rơi. Trước đó, trong lúc làm việc tại trạm y tế xã Giang Điền, anh Chiến nhặt được chiếc túi xách rơi trước cổng trạm. Khi mở ra kiểm tra, anh phát hiện bên trong có hơn 20 triệu đồng, 2 chỉ vàng, 1 sợi dây chuyền vàng, 2 nhẫn vàng,
hai thẻ ATM và một căn cước công dân. Sau đó thì anh đến công an xã Giang Điền để trình báo nhờ tìm kiếm người đánh rơi tài sản. Công an xã Giang Điền đã xác minh và liên hệ được với chủ nhân chiếc túi xách là bà TTH, ngụ tại địa phương. Khi nhận lại chiếc túi, bà H rất xúc động, bày tỏ lòng biết ơn đối với anh Chiến và công an xã Giang Điền vì đã giúp bà tìm lại tài sản. Chuyển sang ghi nhận về an ninh trật tự, công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vừa phát hiện bắt quả tang một vụ khai thác cát trái phép trên sông thuộc thủy phận xã Tấn Mỹ. Theo cơ quan công an, khoảng 3 giờ ngày 17 tháng 6, trong lúc tuần tra kiểm soát trên sông Tiền, lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang 3 đối tượng gồm Trần Thanh Danh, sinh năm 1990, Huỳnh Trường An, sinh năm 1999 và Trần Tú Nam, sinh năm 1997, cùng ngụ huyện Chợ Mới, đang đặt ống hút trực tiếp cát dưới lòng sông để hút cát. Tại thời điểm bị bắt quả tang, các đối tượng đã hút cát dưới lòng sông lên ghe gỗ được khoảng 3 mét khối. Qua làm việc nhanh, ba đối tượng trên không xuất trình được giấy phép khai thác cát do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ phương tiện và số cát khai thác trái phép để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Về tệ nạn cờ bạc, công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt phá chuyên án đánh bạc bằng hình thức chọi trâu, bắt giữ 5 đối tượng có liên quan. Trước đó, công an huyện Anh Sơn phát hiện trên địa bàn nổi lên tình trạng đánh bạc bằng hình thức chọi trâu. Để qua mắt được lực lượng chức năng, các đối tượng không gặp gỡ trực tiếp để cá cược tỷ lệ thắng thua mà thông qua tin nhắn trên mạng xã hội. Sau khi thỏa thuận đặt cược, các đối tượng hẹn nhau ở những bãi đất hoang vắng dùng giáp ranh để chọi trâu. Sau nhiều ngày điều tra, hôm qua công an huyện Anh Sơn đã bắt quả tang 5 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức chọi trâu tại khu vực ruộng thuộc địa phận xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn. Tại hiện trường, công an thu giữ 2 con trâu đực, 5 điện thoại di động, 1 xe ô tô tải. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng đánh bạc là gần 40 triệu đồng. Hiện chuyên án đang được cơ quan công an điều tra mở rộng. Không tìm đến những điểm du lịch đông khách mà tìm đến những nơi cắm trại vắng người để được hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận cuộc sống yên bình. Camping là hình thức du lịch cắm trại đang phát triển nổi bật nhờ bởi trải nghiệm khác lạ mà nó mang lại. Dân già đón bắt xu hướng này, vài năm trở lại đây, các khu vực triền đồi, vùng ven hồ, ven sông trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang nở rộ mô hình du lịch cắm trại để phục vụ nhu cầu của du khách. Camping, glamping, cắm trại dã ngoại, picnic ngoài trời đang là trào lưu nở rộ thời gian gần đây. Cảm giác du lịch khám phá trải nghiệm trong ngày hay đốt lửa trại, tiệc nướng ngoài trời và thức dậy ở một nơi xa giữa một không gian thoáng đãng, hòa mình vào giới thiên nhiên cỏ cây qua lá, trở thành một trào lưu được nhiều bạn trẻ yêu thích. Ở đây em được trải nghiệm rất là nhiều thứ mà trước giờ em chưa được trải nghiệm. Ví dụ như là em có thể gọi là chèo thuyền, đánh cá, bắt cá, đi chơi, dạo chơi ở trong những khu vực ao nước trong rừng tràm. Em thấy ở đây nó hướng về thiên nhiên. Sau những cái ngày làm việc mà mệt mỏi thì em muốn tìm đến một cái nơi yên bình, được bản thân mình được chữa lành. Khác với những chuyến du lịch thông thường, cắm trại dã ngoại mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo khi được tự do hòa mình cảm nhận thiên nhiên trong một không gian rộng lớn, được lắng nghe hơi thở của cỏ cây, sông nước, bỏ lại những xô bồ, áp lực công việc, học tập căng thẳng. Theo mô hình thì anh em là nó thiên về thiên nhiên thì thiết kế đa phần là mộc hết, và những cái mô hình như là dày gỗ, chuyên dày gỗ. Em tận dụng người có những ở đây có suối nè, có những cái có rừng tràm rất là mát để cho khách du khách có thể nghỉ mát và chơi trò chơi. Một số hoạt động ở tại khu theo hướng của đồng quê và một số ăn địa phương. Với lợi thế lớn về cảnh quan tự nhiên, bản sắc văn hóa hấp dẫn, hoạt động camping, glamping sẽ góp phần quảng bá những cảnh đẹp của đất và người Bình Dương với du khách gần xa. Thời gian tới, tỉnh Bình Dương sẽ xây dựng loại hình du lịch xanh mang tính chuyên nghiệp hơn để thu hút du khách. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người Đưa Tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.